Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 8, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì anh chị có thể thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay là có cái sự mua lại. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thấy cái điều gì diễn ra trên thị trường và chúng ta nhận định ra sao, cái hướng ứng xử chúng ta ra sao. Thì hôm trước mình cũng bận, mình không làm video thì mình cũng cập nhật cả những cái phiên trước để chị thấy cái xu hướng. Các chị thấy là hai cái phiên giao dịch ngày mùng 3 và ngày mùng 6 tháng 12 ấy, là hai cái phiên bán ra rất là mạnh nhé. Và với hai cái phiên này, thứ nhất là các chị thấy là, thứ nhất là thủng đường trung bình MA20, cái đường một trên bên mình này là cái nhất. Khi mà nó thủng đường MA20 thì các chị thấy hầu hết là nó đã phá đi một cái xu hướng, hoặc là trong giai đoạn sideways thì chúng ta mới chấp nhận nó thủng MA20 thôi. Thì đấy là cái bước đầu. Các anh chị thấy tiếp tục nó phá kênh lên này. Thông thường nếu nó xuống lên thì thông thường những cái phiên như này nó sẽ không thủng những cái phiên đáy như này này. Đấy, như này thấy rằng bản thân phiên này là nó cũng đã thủng một cái xu hướng lên rồi. Tiếp theo các anh chị thấy nó lại thủng cái đường bên dưới gập gập này, nó là cái đường 95% của cái đỉnh gần nhất. Thì thông thường thị trường đối với những cái giai đoạn mà nó thủng cái đường 95% này này, thông thường 90% là nó sẽ tạo thành một cái xu hướng xuống ngắn hạn. Ở đây mình không nói là thị trường sẽ gãy hoàn toàn, nhưng nó sẽ phá một cái xu hướng lên và tạo thành một cái xu hướng xuống ngắn hạn. Anh chị thấy nhé, rất nhìn lại lịch sử này. Đây là một cái phiên mà thủng, đây là thủng MA20 này, phiên này là thủng thủng cái đường 95%, sau đấy nó có thể hồi được đúng không ạ? Nhưng chị thấy đây này, thủng 95% sau đấy gục một đoạn này đúng không, gần như trong xuyên suốt giai đoạn này. Thế nhé, anh chị thấy trong xuyên suốt giai đoạn này mặc dù thị trường điều chỉnh rất là nhiều, như nó có bị gục dưới được 95% đâu, gần như không có đúng không ạ? Và đây là gục 95% này, tạo thành một cái xu hướng ngắn hạn này. Chỗ này không có nhé, chỗ này đều trên đường 95% hết. Đây, gục khỏi đường 95% và tạo thành một cái xu hướng rơi nhé. Đấy, những cái phiên như thế này gục từ 95% đương nhiên tạo thành xu hướng rơi rồi. Đấy, gục từ 95% tạo thành cái xu hướng rơi. Ở đây thì cái cách phân tích của mình chia sẻ với các bạn á, mình không đi theo cái hướng vĩ mô, hoặc là theo những cái thứ mà chúng ta gọi là bị mất cái sự cảm, mất đi cái lý trí, mà chúng ta dùng những cái cảm nhận đúng không? Dùng những cái tin tức báo chí, dùng những cái gọi là sự cảm tính để chúng ta đánh giá thị trường hoặc đánh giá các cổ phiếu. Thì đây mình không dùng như vậy. Mình đều dùng là một cái phương pháp thực nghiệm. Anh chị hoàn toàn có thể chỉ chúng ta ở đây chúng ta chỉ nhìn về cái xem lại các cái lịch sử đúng không? Đánh giá xem trong các cái điều kiện như vậy, các cái dấu hiệu như vậy thì thị trường phản ánh ra sao và sau đó thế nào. Thì chúng ta chủ yếu nhìn nhận dựa vào cái hành vi, cái tâm lý, cái diễn biến của thị trường, các cái diễn biến về mặt điểm số đúng không ạ? Thì các chị thấy là thông thường nếu trong một xu hướng lên á, thông thường nếu mà vẫn được lên thì nhà đầu tư lớn hay còn gọi là big boy, người ta sẽ cố gắng, người ta sẽ giữ những cái nền tảng về mặt hình thái, về mặt biểu đồ cổ phiếu. Thế tuy nhiên khi mà nó gãy như thế này, nó thể hiện là có những cái rủi ro nhá. Thì ở đây thì các chị thấy là với những cái hai cái phiên này này thì gần như là nó đã phá phá đi rồi nhá. Thì hai cái phiên là ngày hôm qua là ngày mùng 7 và nay mùng 8 nói đến điều gì, thì ở đây thì cho dù các chị thấy là hai cái phiên này mà khối lượng thực ra nhìn đây thì thấy khá là thấp đúng không, khối lượng khá là thấp, tăng cũng rất là ít, khối lượng khá là thấp, thì kể cả nó là khối lượng thấp hay khối lượng cao thì cũng chưa nói đến điều gì anh chị nhá. Khi nó mà gãy một cái xu hướng như thế này này thì khi nào chúng ta có thể quay lại thị trường? Chúng ta quay lại thị trường khi mà nó có một cái phiên bùng nổ theo đà từ ngày thứ tư, ngày thứ ba, thứ tư đến ngày thứ 11 đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là đây là rơi, thì đây ngày đáy, đây là ngày số 1 này, đây ngày số 2 này. Thì ví dụ là ngày mai hoặc ngày kia mà xuất hiện những ngày mà khối lượng rất là mạnh, mua vào mạnh, thì chúng ta có thể coi đấy là phiên bùng nổ theo đà và chúng ta có thể quay lại thị trường. Còn nếu không thì chúng ta vẫn phải chờ đợi. Đấy là một cái cách. Cách thứ hai là có thể các anh chị thấy ngày mai hoặc ngày kia nó test lại, test mà không thủng cái đáy đây này. Ví dụ VN Index test nhưng mà không thủng cái mức là 1.413 này này. Đúng không ạ? Test, test, thủng. Không thủng nhé, test đây nhưng mà không thủng, khối lượng thấp, thì lúc đó chúng ta có thể thăm dò nhá. Thì với như thế này thì chưa chưa nói đến điều gì cả, anh chị chưa nói điều gì cả, quá sớm để chúng ta quay lại. Một phần nữa là các anh chị có thể nhìn cái chỉ số mà số lượng cổ phiếu tốt ấy. Các anh chị thấy này, khi mà thị trường va vỡ như này số lượng cổ phiếu tốt nó rơi rất là mạnh đúng không, ngày xưa là từ 300 cổ phiếu các anh chị, nó rớt dần này đúng không. Rõ ràng là những cái phiên như này, những cái giai đoạn như này chúng ta hoàn toàn cảnh báo được đúng không? Những cái phiên như này rớt là gần như các anh chị nhìn thấy là nó đã
Đây. Đúng không? Các chị thấy này, nó số lượng cổ phiếu tốt nó bị nó còn lại rất là ít đúng không? Nó giảm dần giảm dần giảm dần. Thì khi số lượng cổ phiếu tốt nó bị giảm dần thì đương nhiên nó không thể đỡ được. Cho dù có một vài cổ phiếu nó có thể chịu lên được. Ví dụ trong mấy cổ phiếu nhóm VN30 ấy, nhưng mà sao thì không thể gượng được đúng không? Bởi vì các anh thấy chị là thấy ngày xưa là có đến 300 cổ phiếu nó tốt, nó nâng điểm cho cái thị trường đúng không ạ? Mà sau đấy nó cũng lụi dần thì đương nhiên nó sẽ cạn. Thì ở đây thì nhìn đây thì nó chưa có cái dấu hiệu an toàn để chúng ta quay lại thị trường. Chúng ta có thể quay lại thị trường khi mà các chị thấy số lượng cổ phiếu tốt nó phải vượt lên, tăng dần lên. Ví dụ như phiên này là phiên ít nhất rồi, số lượng cổ phiếu tốt có 54 cổ phiếu đúng không ạ? Sau đấy nó tăng dần lên rồi. Tuy nhiên là mình nên kỳ vọng và chờ nó đến khi nó vượt qua cái đường trung bình như này. Các chị thấy như này, những cái phiên như này này. Đấy, như phiên như này này. Như phiên như này này, chúng ta quay lại chúng ta sẽ an toàn hơn. Nói tóm lại là chúng ta quá sớm để quay lại thị trường. Đấy nhá. Chúng ta nên chờ thêm, một là chờ nó bùng một chỗ đà hoặc là chờ nó test lại và số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra tiếp thì chúng ta xem lại. Còn các cái nhóm ngành thì chị thấy là có xét cái nhóm ngành thì theo cái nguyên tắc mình cũng có chia sẻ thường xuyên đó. Nhóm ngành mạnh thì nó sẽ rớt ít hơn cái bình quân của thị trường. Tuy nhiên khi nó đi lên thì nó sẽ đi lên nhanh hơn cái thị trường kể từ ngày đáy đúng không? Thì mình có thể tham chiếu cái ngày gốc là ngày 6 tháng 12 này. Thì các chị thấy hiện nay có nhóm ngành ngân hàng là mạnh hơn này, xây dựng là mạnh hơn này, bất động sản và chứng khoán. Thì ngân hàng ở đây thì các chị nhìn thấy là nó mạnh hơn nhưng mà số lượng cổ phiếu cũng chưa đạt đúng không? Chưa vượt qua cái đường trung bình này mà vẫn dưới bình quân điểm số vẫn dưới MA20, nói chung là chưa đạt. Nhóm rất là mạnh rồi cũng chưa đạt. Xây dựng xây lắp này thì là số lượng cổ phiếu cũng đang ngóc lắp dậy. Tuy nhiên là điểm số thì đạt đúng không? Điểm số thì đạt. Bất động sản thì đang mới mấp mé thôi, 18 cổ phiếu tốt thì tương đương với trung bình. Cái này vượt MA20 rồi. Đấy. Thì nói chung đây là những cái dòng mạnh nhất chứng khoán. Chứng khoán thì số lượng cổ phiếu tốt có 6 thôi, cái này dưới MA20. Mặc dù là những cổ phiếu dòng cổ phiếu mạnh nhất như vậy nhưng mà nó vẫn chưa đạt các tiêu chí, do vậy là thị trường nó vẫn chưa đủ yêu cầu như chị nhé. Còn về thì các anh chị nếu mà nắm giữ thì những cổ phiếu các anh chị mà thuộc những cái nhóm này này, mà thuộc những cổ phiếu mạnh nhất này, ở trong cái file Excel mình gửi cho anh chị này, đấy, ví dụ bất động sản này, chứng khoán ngân hàng này và xây lắp, thì thuộc những cổ phiếu như này này thì anh chị có thể nắm giữ, bởi vì những cổ phiếu này là những cổ phiếu khá là mạnh và nó đang chạy, nó trên MA20 và nó đang chạy thì anh chị có thể nắm giữ. Nằm ngoài những cái dòng này và những cổ phiếu này thì theo mình thấy là nó cũng rủi ro nhé, rủi ro. Thì cái file Excel này, này thì hàng ngày mình sẽ gửi cho các anh chị ở trong nhóm VIP. Anh chị nào mà không thuộc nhóm VIP thì mình chỉ có gửi cái file PDF thôi. Trong cái file Excel này thì nó nhiều nội dung hơn, nếu anh chị bỏ ẩn bỏ cái lấy filter đi thì các anh chị có thể nhìn thấy tất cả các cổ phiếu. Thì anh chị không thuộc nhóm VIP á, mà muốn nhận file này thì có thể là like video, comment video xong rồi inbox cho mình qua Zalo thì mình sẽ tặng các anh chị nhá. Thì ở đây nếu mà nhìn vào các cổ phiếu tốt thì mình sẽ lướt một chút để các anh chị nhìn thấy các cổ phiếu tốt nhất hiện nay. Đây là các cổ phiếu tốt nhất nhé, và thuộc ở những cái nhóm ngành mạnh nhất chúng ta vừa nói là tiếp bất động sản này. Nhưng các anh chị thấy có mạnh nhất là cổ phiếu QCG này, HAG này đúng không ạ, trên nền nhé và đang chạy nhé, QCG nhé đúng không ạ, cũng trên nền. TDH thì là trong nền nhưng đang chạy nhé, ITA thì là trên nền và đang chạy nhé, cổ phiếu VLC thì trong nền. Cổ phiếu này là cổ phiếu PTL thì là ngoài nền đang chạy nhé, KBC thì trong nền nhé. Đấy, đây là những cổ phiếu mà nó mạnh hơn đấy, mạnh hơn thị trường chung và là những cổ phiếu đang chạy khá tốt hoặc trong nền hoặc trên nền và đều trên MA10. HDC nhé, SGS nhé, SGS hôm nay là bùng nổ vượt nền đúng không ạ? Đấy, đích nhá, đích là trong nền. Đây là những cổ phiếu mạnh nhất rồi, thuộc những cái nhóm mạnh nhất rồi. SSC này, DXG này, DXG thì vẫn trong nền này. PDR này, đấy, hôm nay có xu hướng là vượt nền này. Vẫn trong nền chưa vượt đúng không ạ? Như là những cổ phiếu tốt nhất rồi. Hà Đô này thì bùng nổ vượt nền nó vẫn đang chạy này. Nova này thì chưa nhé, Nova này trong nền. Chúng ta có thể vẽ cái nền nhỏ ở đây, nếu các chị mua ở đây thì các chị sẽ cắt lỗ bằng MA10 hoặc là bằng các cái để vùng hỗ trợ ở đây thì nó sẽ an toàn hơn. Đấy. Tích nhá, tích đang chạy nhá, bùng nổ vượt nền nó chạy đúng không? Đây là điều bùng nổ này nó chạy này. VIX, VIX nha, VIX thì bùng nổ vượt cái nền này, nhưng nó là cổ phiếu hồi phục nhá, nó đang chạy. Tiếp đến chứng khoán thì có VIG, VIG
VG nhé, anh chị có thể VG đây. VG thì vẫn trong nền nhé, VG trong nền. EVS, EVS thì trong nền nhé. Đấy, thì đây những cổ phiếu mạnh nhất rồi, APG. APG nó đang chạy thôi. Đấy, những cổ phiếu mạnh nhất rồi mà vẫn còn thấy bình thường đúng không ạ? Ngân hàng thì có thằng EVF, EVF hôm nay là bùng nổ vấn đề đúng không? Nếu mà thị trường đẹp hôm nay là đều mua đấy, đều mua vấn đề đấy. Như thị trường không đẹp nên chúng ta không ưu tiên. Tiên Phong Bank thì hôm nay bùng nổ vấn đề đúng không? Dòng manh khá mạnh đúng không? Nó đâu nó Đông Nam Á, SSB này. Cổ phiếu này thì chưa vượt nền nhé, chúng ta nên quan sát. Còn ra xây dựng xây lắp thì khá là nhiều đúng không? CMS thì đang chạy ở mầm. IDC, SGM. Đây, nhà NHA thì ở trong nền. Đấy, DST nhé, DST thì trong nền. Đây những cổ phiếu hút hút này thì là một nhịp chạy này, điều chỉnh này thì vẫn đang trên MA10 thôi. Vẫn tiếp LCG vẫn đang chạy đúng không ạ? CTD thì đang chạy. Sau khi bùng nổ vấn đề thì vẫn đang chạy. LUT. Đấy, đây là những cổ phiếu mạnh nhất rồi, CDO. Nói chung là nhiều cổ phiếu đợt này là những cổ phiếu đầu cơ lắm anh chị nhá, nhìn nhiều cổ phiếu đầu cơ. VMC, VC9. Đấy thì những cổ phiếu như này là những cổ phiếu mạnh hơn thôi. Mặc dù là nó chả phải là đẹp mấy đâu anh chị thấy đúng không? VC2, VC2 thì bùng nổ vấn đề này, đúng không ạ? ID HTI. HTI thì khá là SSH C69, C69. C47. C7 thì vẫn đang chạy. G36 vẫn đang chạy đúng không ạ? FCN, FCN đang chạy bùng nổ vấn đề này, cứ đang chạy này. Rót rót này thì độc lực động cơ đúng không, nhưng mà nó mới nhất là đang chạy. SVG đang chạy. HTN đây, đây là những cổ phiếu mạnh nhất đang chạy rồi, mặc dù nó cổ phiếu này thì không phải quá đẹp đó. Thì về cơ bản thì thị trường anh chị có thể tóm lại có thể nhận thấy rằng là thị trường là chưa đạt yêu cầu nhé. Nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta có thể miễn cưỡng là chúng ta nắm giữ được, còn việc mua cổ phiếu thì là chưa nên, chúng ta nên quan sát chờ bùng nổ theo đà hoặc là chờ test lại và số lượng cổ phiếu tốt nở ra thì nhé. Thì vừa rồi là mình cũng chia sẻ các cổ phiếu mạnh nhất và nên nắm giữ rồi, thì hy vọng bản tin phần nào cũng giúp ích cho anh chị trong hoạt động đầu tư của mình. Và các anh chị đừng quên là subscribe kênh và nhấn nút vào chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ Thao Chứng Khoán. Cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.